Thưa quý vị và các bạn, với vị trí địa lý tiếp giáp với hai nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, gần khu vực Tam Giác Vàng, trung tâm sản xuất ma túy lớn nhất thế giới, tỉnh Điện Biên là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Nhưng với sự mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, lực lượng công an tỉnh Điện Biên đã liên tục lập nhiều chiến công lớn, triệt phá nhiều chuyên án vụ án ma túy, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Phản ánh của phóng viên thời sự. Có đường biên dài gần 120 km tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Huyện biên giới Nậm Pồ là một trong những địa bàn của tỉnh được xác định phức tạp bởi hoạt động mua bán trái phép các chất ma túy. Nhiều đối tượng nghiện ma túy có những hành vi như mua bán, vận chuyển ma túy, trộm cắp tài sản gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình đó, với bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ tinh thông, cán bộ chiến sĩ công an huyện đã vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, khai thác triệt để nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, đã triệt phá nhiều chuyên án, vụ án. Tính từ đầu năm đến nay, công an huyện đã phối hợp với các lực lượng bắt giữ 56 vụ, 58 đối tượng, thu giữ gần 4.300 viên ma túy tổng hợp, hơn 120 gram thuốc phiện và gần 400 gram heroin. Đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy thì lực lượng công an huyện Nậm Pồ cũng như các lực lượng chuyên sách thì cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Thứ nhất là về lực lượng chuyên sách của công an huyện Nậm Pồ với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy còn mỏng so với đường biên giới dài. Và cái khó khăn thứ hai là về cái trình độ dân trí của người dân trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế. Và cái thứ ba là khó khăn nữa là về cái số đối tượng phạm tội ma túy thì sử dụng rất nhiều cái thủ đoạn tinh vi để tránh cái sự kiểm soát phát hiện của lực lượng chức năng. Tập thể cán bộ chiến sĩ công an đội hình sự kinh tế ma túy công an huyện Nậm Pồ đã đồng lòng vượt qua khó khăn, đoàn kết và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện từng bước để giảm thiểu những tác hại của tội phạm ma túy đối với cộng đồng dân cư. Chúng tôi đã chỉ đạo cho công an các xã là 15 xã phải đăng ký cái chỉ tiêu đấu tranh với tội phạm ma túy. Đấy. Bên cạnh cái việc là nội bộ lực lượng công an thì chúng tôi cũng nâng cao cái vai trò thực hiện cái nghị định 03 của chính phủ về sự của liên ngành về phối hợp các lực lượng như công an, quân đội trong đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn biên giới. Qua đó là cũng đã làm giảm tội phạm ma túy trong thời gian qua. Đối với huyện Điện Biên, để công tác phòng chống ma túy đạt hiệu quả, cấp ủy chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng huyện đã đẩy mạnh thực hiện xây dựng mô hình xã biên giới sạch về ma túy, trong đó tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn khu vực biên giới, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy. Từ đầu năm đến nay, công an huyện đã phối hợp với các lực lượng bắt hơn 180 vụ với gần 200 đối tượng, thu giữ hơn 6.600 gram heroin, gần 8.200 gram ma túy tổng hợp. Cùng với đấu tranh, nhiều biện pháp phòng ngừa tội phạm ma túy cũng được thực hiện. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy theo quy định, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân. Cái kết quả trong công tác phòng ngừa là đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện bắt buộc, xác định tình trạng nghiện và yêu cầu các số người nghiện phải lựa chọn cái hình thức cai nghiện phù hợp để giảm cái số người nghiện trên địa bàn của huyện Điện Biên. Thì trong 6 tháng đầu năm thì công an huyện đã đưa 50 đối tượng cai nghiện bắt buộc và hàng trăm đối tượng là cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và uống thuốc thay thế methadone. Nên là tình hình tội phạm ma túy cũng như đối với người nghiện ma túy cũng đã được kiềm chế và tình hình an ninh trật tự cũng được ổn định hơn. Đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới là nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, đầy cam go và thử thách. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, lực lượng công an tỉnh đã kiên trì bám sát, triệt phá thành công nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia. Trong 5 năm qua, lực lượng phòng chống ma túy công an Điện Biên đã phát hiện bắt giữ gần 4.500 vụ với hơn 5.120 đối tượng, thu trên 880 kg heroin, hơn 450 kg ma túy tổng hợp, 125 kg ma túy đá, hơn 75 kg thuốc phiện cùng nhiều vật chứng liên quan. Công an tỉnh triển khai rất là đồng bộ với rất nhiều cái phương án nghiệp vụ và kế hoạch công tác, và đặc biệt là cái tháng hành động phòng chống ma túy. Trong 6 tháng thì cơ quan điều tra, công an tỉnh và các huyện đã khởi tố là 629 vụ, 741 đối tượng, và tăng 88 vụ và 123 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022. Và đã thu giữ 45,8 kg heroin, 16,5 kg ma túy tổng hợp, 7,9 kg ketamine, 3 kg ma túy đá,
và 2 khẩu súng. Đây là những kết quả cũng rất quan trọng trong cái việc mà đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được, lực lượng công an tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phát hiện, triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ma túy để người dân hiểu được tác hại, hậu quả của ma túy, từ đó có những việc làm cụ thể thiết thực, góp phần đẩy lùi, tiến tới loại bỏ tội phạm ma túy ra khỏi cuộc sống.